anh em đã quay trở lại với channel của Tuấn HC. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn video clip về vị tướng Kyros, một vị tướng mới được cập nhật trong Liên Quân Mobile. Và bây giờ thì mình sẽ mua và trải nghiệm vị tướng này cho anh em, để anh em có thể thấy được sức mạnh cũng như là vẻ đẹp của Kyros. Trang bị mình lên cho Kyros thì anh em có thể tham khảo cũng như là ok, mình sẽ edit lại một chút, hình như là mình edit nhầm. Mình sẽ thay một vị tướng Kyros này bằng một cái item, đó chính là thanh kiếm. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu danh của vị tướng Kyros ngay lập tức. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trận đấu danh của vị tướng Kyros. Trước khi đến với trận đấu danh này thì mình xin phép được điểm qua đội hình của hai team trước khi trận đấu bắt đầu. Bên phía team của đội mình gồm có Alice, nhà chiêm tinh, Nakroth quân đoàn địa ngục, Kyros, Jin, Zuka đại phú âm. Còn bên phía team của đội bạn gồm có Cheonat, Payna cảnh vệ rừng, Klim thỏ thợ mỏ, Oma và Kret thợ sửa cáp. Nói qua một chút về cái vị tướng Kyros này thì khi mà mình xem được cái video clip tâm điểm tướng Kyros trên Garena Liên Quân Mobile thì mình đã tự nhủ rằng là khi mà vị tướng này xuất hiện chắc chắn mình sẽ sở hữu vị tướng Kyros này ngay lập tức. Bởi vì là cái tạo hình của vị tướng Kyros này là một tạo hình mà mình rất thích và đã từng nếu những ai mà đã từng chơi Dota thì các bạn cũng đã biết được là cái ngoại hình của Kyros này rất giống một vị tướng trong Dota, đó chính là Slandar, với tạo hình của một con quái vật biển cầm trên tay là một cái đinh ba. Nhưng mà đây không phải là cái đinh ba, không giống một cái đinh ba cho lắm, nói chung là một cái vũ khí giống cái đinh ba. Rồi thì bây giờ mình sẽ di chuyển khu vực đường dưới và bây giờ vào rừng đã, vào rừng để gọi là chắc chắn là sẽ không có gọi là thanh niên nào gọi là rảnh háng đi ganh rừng ở giai đoạn đầu game này cả. Rồi, nói qua một chút về nội tại của vị tướng Kyros này thì Kyros là một vị tướng sở hữu cái nội tại là những đòn đánh thường của vị tướng Kyros sẽ giúp cho vị tướng này gia tăng tốc độ đánh. Đấy, cộng dồn 8 lần. Vì vậy hứa hẹn đây sẽ là một vị tướng mà có khả năng lết ở giai đoạn cuối game khi mà Kyros đủ đồ. Bởi vì mình thấy cái nội tại của Kyros này nó rất là kiểu nó rất là hữu hiệu ấy. Nào, cố gắng lên nào. Ok rồi. Cái gì đấy má ơi. Thôi, thôi xong rồi, vừa mất chim lại còn bị ăn bắn lòi mồm ra như thế này nữa, khốn nạn thật. Ok ok, nào phi vào đây nào, mình sẽ đứng ôm trụ để farm thôi. Nói chung là không thể hổ báo với những vị tướng tay dài được anh em ạ, tay dài là có lợi rồi. Đấy, những đòn đánh của Kyros âm thanh phát ra ấy, là mình cảm giác rất là hưng phấn anh em ạ. Và mình rất thích cái tạo hình cũng như là bộ skill của Kyros, như là âm thanh mà Kyros mỗi lần gọi là cầm cây đinh ba của mình và vẩy vào trong crep, vẩy vào trong những cái vị tướng nghe nó rất là đã tai. Nào, úi giời ơi, té ngay, không dại gì đứng ở trong đấy để cho theo nát gọi là bắn mình theo một cái lối chơi free cả. Không có ngu gì đưa mặt ra cho địch bắn cả. Rồi rồi, lại định ăn con chim à? Hay lắm, đồ khốn. Quả này nhá. Thôi thôi bạn ơi, bạn đã có một con rồi thì phải để cho mình. Vãi cả nồi, ăn dày ăn cả bít tất. Úi giời ơi, vâng. Một mũi lao đến The Slim ở khu vực hang rồng ném ra. Quá nguy hiểm. Rồi mình sẽ ôm trụ anh em ạ. Để xem là team bạn sẽ làm gì nào. Ái giả, ái giả, ái giả. Tuyệt vời. Một tình huống KS được rồng đến từ Nakroth. Té đi bạn ơi, té đi bạn ơi. Ok, sử dụng cả cấp cứu rồi đấy. Còn không chạy được nữa thì pha đấy cạn lòng đấy. À, cạn lời đấy. Úi giời ơi. Nào ăn nhanh con bùa đỏ nào. Đội bạn đang gọi là mấp mé vào rừng để KS. Đi. Cút. Cút. Định vào đây để làm cái gì? Ôi trời ơi, what the fuck. Rồi rồi rồi, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm bạn tôi. Ui rồi ôi, ui rồi ôi. Vâng,
Úi giời ơi, một tình huống quá tuyệt vời ở khu vực gọi là khu vực hang của Bùa Đỏ. Vâng. Mình đã gọi là ăn được một mạng và acid hai mạng. Quá tuyệt vời. Cái gì vậy má ơi? Má ơi, làm cái gì? À làm cái gì? Úi giời ơi. Thôi rồi, thôi rồi. Tránh voi thì trả số mặt nào anh em ạ? Mình cứ gọi là e dè đi một chút. Đây này, úi giời. Thôi rồi. Phải nổi cái ông Diu này. Như thế này thì ông không phải là ông ganh đâu mà là ông đang bóp tôi đấy. Một chút nữa thôi là thanh niên Theonat sẽ phải chắc chắn chết anh em ạ. Mình xin sử dụng cái từ chắc chắn chết anh em nhé. Nào nào nào, định ăn này. Người ta đã nói rồi, quá tam thì ba bận. Đã sơi hai con chim rồi lại còn muốn sơi đến con thứ ba nữa. Thật không thể chấp nhận được anh em ạ. Rồi, ở một tình huống trên top thì Nagroth đã có một mạng của Oma. Rất tuyệt vời. Mình sẽ tiếp tục farm và farm anh em ạ. Úi dồi, phê loài. Úi dồi ôi. Cứ phải gọi là đã đời luôn. Nào bây giờ thì lại vào farm quái rừng. Rồi, team mình đang mình để ý là team mình đang ganh khá sâu vào trong khu vực rừng của bên phía team bạn. Có một mạng của Slim, có tiếp một mạng của Payna. Rất tuyệt vời. Nào bây giờ thì có thể chạy được hay không đây? Áo choàng băng giá đã được lên thành công cho Qrot. Và hứa hẹn sau khi lên được cái áo choàng băng giá này thì Qrot sẽ gọi là bá đạo trong phân khúc đường dưới. Nào 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 nào. Nào, có muốn vẩy cái đinh ba vào mặt không? Cứ đùa với cả Lin ra rùa là thế nào nhỉ? À không biết là Lacrot có thể bắt được đây ở đây ở đây. Một vãi nồi. Vãi cả nồi và holy shit. Pha đấy rồi ôi, không ăn được mạng mà lại còn không được điểm acid nữa cơ. Đậu xanh. Tiếc ghê. Nào farm. Ui dồi ôi. Đấy các bạn có cảm thấy sướng không? Âm thanh vang lên. Nào, còn ai muốn gọi là thử sức gọi là Qrot của mình nữa hay không đây? Mình vẩy cho gì để gọi là vỡ mồm con chó sồm. Cái gì? Làm sao? Như thế nào? À rồi, mất ulti nha bạn ơi. Ôi thôi xong rồi. Vâng, vậy là chúng ta gửi lời chia buồn đến Alice. Chả hiểu sao bạn ấy lại có một tình huống gọi là liều mạng đến như vậy. Rồi, được cả Zuka nữa, lao hẳn vào trụ bạn. Rồi, thế thì khác gì là thiếu không team bạn mấy cái mạng liền. Nào, cố lên nào. Ôi giời. Rồi, bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh anh em ạ. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Nào, vậy trụ nào? Chắc chắn là tôi sẽ phải lấy được cái trụ này. Ok, chúng ta đã có cái trụ ở khu vực đường dưới rồi. Quá tuyệt vời. Một điều tối kỵ của mình khi mà chơi những game MOBA đó chính là để mất trụ anh em ạ. Mạng có thể không ăn nhưng mà trụ chắc chắn là phải lấy. Nào. Còn ai không? Chạy đi đâu? Vâng, mình xin nhé. Biết tại sao bạn lại bị mình dí cho đến cùng trời cuối đất không? Bởi vì là bạn đã KS mất hai con chim của mình. Và mình là một người thù rất la dai. Nên là việc bạn KS con chim của mình là mình ghét lắm rồi. Chờ cái cơ hội. Úi giời ơi. Vâng, duy nhất một vẩy thôi là ra đi Payna ngay lập tức. Nào, có đi về hay không đây? Nó cái gì thế? Rồi, tiếp tục farm thôi. Không, farm không ngừng nghỉ luôn anh em ạ. Rồi. Nào. Ôi, em xin giơ tay rút lui thôi.
Té thôi. Tí nữa thì chết rồi. Tí nữa thì liều mạng ra là heo. May mà mình gọi là tỉnh táo tàu đấy anh em ạ. Rồi, Jin đã hạ gục được Oma rồi. Quá tuyệt vời. Holy shit. Ấy thì cũng rất mong anh em thông cảm cho mình nhá. Bởi vì là giọng mình nó đang bị viêm họng. Vì vậy là khi mình bình luận ấy, có những cái chỗ nó hơi bị khàn cũng như là hơi bị gằn một chút, thì mong anh em sẽ bỏ qua và vẫn luôn gọi là yêu thích những việc vip mà mình làm. Từ bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái giọng thật để bình luận cho anh em. Tất nhiên là mình sẽ cố gắng gằn cái giọng cho nó thanh nhất có thể. Rồi tiếp theo sẽ là thương loa Zenus anh em nhá. Bây giờ là những cú đâm của Kuros sẽ rất là bá đạo đây. Hứa hẹn sẽ tạo những cái vết thương rất là sâu cho đối thủ mà Kuros gọi là đối đầu. Nào, anh em đâu? Nào lên. Làm sao? Úi giời, ra đây để làm cái gì? Vô lý. Úi giời ơi, một mình lại dám gọi là chống lại mafia. Đấy, người ta gọi là không biết lượng sức mình đấy anh em ạ. Con cá lác này, cái con cá lác này vẩy cho hai vẩy để gọi là biết mặt nhau. Ui dồi ôi. Lại lên đường trên đẩy crab. Đẩy không ngừng nghỉ luôn anh em. Cho các thanh niên bên kia đép gọi là sướng tay luôn. Nào xem các bạn đép được đến bao giờ nào. Hay là team mình làm con kinh công trắng miệng cái nhở. Mình nghĩ là làm con kinh công bây giờ khi lại tuyệt vời đấy. Nào. Úi dồi ôi. Nào chén con kinh công nào. Ok, chúng ta đã kinh công rồi. Đấy. Có con kinh công này thì bây giờ sẽ gọi là hổ báo cáo trồn hơn. Nào. Làm sao. Úi dồi ôi. Cân hết. Úi dồi, một khi đã bật ulti nhá thì không sợ bố con đứa nào luôn. Đi. Thôi xong rồi, chúng ta lại mất vị tướng Alice và lại một tình huống mất người một cách rất là vớ vẩn. Nào. Tất cả. Ôi giời ơi, ăn một cái gọi là ngọn lao của Slim. Ok anh em chờ mình tí, mình đi xuống dưới này, mình đẩy cái dép. Mình đẩy cái dép lên đã. Nào. Cái dép đâu? Phá trụ đi. Cái gì đây? Lại tiếp tục gọi là hành trình P top à? Kìa, ở dưới đường bốt lát bét rồi kìa. Đấy. Thế này có phải ngon không? Nào con chim này đuổi dai ghê. Nào phi vào anh em ơi. Phi vào. Ui giời ơi. Thế thì còn gì là người nữa? Vâng, tuyệt vời. Như vậy là cuối cùng thì cái nồi cơm điện của team bạn sau vài cái vẩy tay rất nhẹ nhàng của Kuros thì nó cũng đã vỡ rồi. Xin gửi lời chia buồn cùng với cả team bạn và chia buồn cùng với cả cái nồi cơm điện. MVP của trận đấu này là dành cho Nagaroth. Phải nói là Nagaroth đánh cũng rất là hay và mình sẽ tặng cho bạn em một like. Ok, điểm số mình đạt được trong cái trận đấu này là 9.7 điểm và một điểm số mình nghĩ cũng khá là ok rồi. Và rất mong các bạn sẽ ủng hộ video clip này bằng cách là like cũng như là chia sẻ video clip để clip này có nhiều người xem hơn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.